Hello, xin mến chào tất cả các bác nhá. Ngày hôm nay em sẽ lên một cái video thì nó hôm trước thì lên một cái video là 31 triệu rồi. Thì ngày hôm nay một cái combo rẻ hơn cho một cái gian phòng nó bé anh em nhá. Combo này chỉ có với giá là 20 triệu 500 thì thôi. Với cùng một cái thiết bị như là bộ 31 triệu nhưng mà nó sẽ cắt giảm đi, có nghĩa là không dùng một chiếc súp nữa và không dùng cục đẩy 4 kênh mà chỉ dùng cục đẩy 2 kênh thôi. Cục đẩy 2 kênh chơi với một cặp loa full 30 và bộ dàn máy cũng 4 thiết bị anh em nhé. Thì với một bộ combo như thế này thì giá của nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Với cục đẩy 4 kênh 709 nó là 8.3 triệu, nhưng mà khi chúng ta chuyển sang 2 kênh nó chỉ còn là từ 8.3 triệu chỉ còn 4.3 triệu thôi anh em nhé. Tiết kiệm được 4 triệu. Đấy, tiết kiệm được 4 triệu và tiết kiệm thêm 6 triệu rưỡi ở cái con súp này nữa. Con súp hơi này là 6 triệu rưỡi. Thì chúng ta tiết kiệm được 10 triệu 500 nghìn đồng anh em nhé. Thì với bộ này chỉ có 21 triệu 500 thôi. Bộ hôm trước là 31 triệu. Đấy, thì với combo này thì nó phù hợp cho những cái gian phòng tầm 20 đến 25 mét vuông anh em nhé. Không quá to và với cái nhu cầu là HKK bình thường, không cần phải bạo lực, có nghĩa là không cần phải súp hơi, không cần phải có cục đẩy 4 kênh em nhé. Và mời anh em cùng tham khảo xem bộ này thì nó gồm những thiết bị như thế nào. Thì vẫn như vậy, vẫn sử dụng cặp loa. Đây em sử dụng cặp loa V12 anh em nhé, bát 30. Đấy, cặp bát 30 này thì giá hiện tại của nó chỉ có 8 triệu thôi. Và công suất là 400W anh em nhé. Với cặp loa này thì anh em đủ để anh em chơi trong những cái phòng tầm 25m2 anh em nhé. Kể cả anh em nghe nhạc, KK đều là mượt mà hết anh em nhé. Chất âm của nó khá là sạch sẽ, nghe nhạc thì rất là ok, nói chung là khá ok trong tầm giá anh em nhé. Bộ này nó khá là bình dân. Đấy, và với dàn máy thì không có gì nhiều. Vẫn là những cái thiết bị ở trong cái bộ 31 triệu thôi anh em nhé. Sử dụng một em đổi sang từ 7409. Đấy, từ 7409 thì em sẽ đổi sang là LA650. Đấy, thì LA650 giá là 4.3 triệu nhé. 7409 là 8.3 triệu. Đấy, thì anh em đã tiết kiệm được 4 triệu, rút ngắn đi được 4 triệu anh em nhé. Đấy, và quản lý nguồn P9 là 1.6 triệu. LX8 thì nó là 3.3 triệu. Và U85 là 3.3 triệu anh em nhé. Thì với cái combo này thì nó vẫn giữ nguyên cái cấu hình dàn máy là của 31 triệu nhưng mà chỉ thay đổi là cục đẩy 4 kênh sẽ thay đổi thành 2 kênh thôi. Và không dùng súp, không dùng quả súp 50 này nữa anh em nhé. Không dùng quả súp súp hơi 50 này nữa. Đấy, và nếu mà không gian nó mà thiếu súp thì anh em có thể thêm quả súp điện 3.8 triệu nữa em nhé. Thêm quả súp điện 3.8 triệu thì là ok luôn. Thì có nghĩa là anh em có thể là đáp ứng được cái giải trầm anh em nhé, đáp ứng được những cái giải trầm tốt. Đấy, thì với cái combo này nó rất là vừa phải, vừa gọn gàng. Đấy, và sau anh em lắp thêm một chiếc súp điện thì kinh tế nó cũng không cao. Đấy, kinh tế nó sẽ vừa phải, tầm khoảng độ 20 mấy triệu rồi thêm 3.8 triệu nữa, 21 triệu 500 cộng 3.8 triệu thì nó rơi vào tầm khoảng độ 20 triệu 500 cộng với 3.8 triệu nó rơi vào tầm ngoài 20, ngoài 24 triệu một chút. Đấy, thì anh em đã phù hợp với gia đình nhỏ anh em nhé, nhỏ tầm 25m2. Đấy, còn đâu nếu mà anh em không muốn súp, không muốn tiếng súp thì anh em có thể chơi combo này gồm cặp loa, bộ dàn máy. Đấy, và nếu mà anh em muốn nâng cấp lên nó khủng hơn như cái bộ 31 triệu hôm trước ấy, thì anh em dùng cục đẩy 4 kênh và sử dụng con súp 50 này thì là hợp lý, là tròn 31 triệu thôi. Một cái cấu hình cao kê rất là vừa tiền anh em nhé, rất vừa tiền và cái chất âm của nó khá là ok. Đấy, thì bên em cũng đã set up cho anh em đầy đủ là tất cả là 4 chế độ nghe nhạc anh em nhé, 4 chế độ nghe nhạc. Và em sẽ thử luôn cho anh em cái chất âm, cái chất âm của cái bộ cấu hình này anh em nhé. Anh em đợi một chút. Đó, đây là em sẽ sử dụng cái chế độ thứ nhất anh em nhé, chế độ 1 1 2 5 6 7 8 9. Cái chế độ 1 là cái chế độ eco cộng gì vật anh em nhé. Chế độ 2 chế độ 1 2. Cái chế độ thứ hai sẽ là cái chế độ reverb anh em nhé. Để anh em thể nghe cái chế độ này thì chuyên dành cho những cái người mà hát chuyên nghiệp anh em nhé, thì có thể sử dụng cái chế độ 2 này. Nó âm thanh nó rất là sạch,
và nó không có delay, không có echo anh em nhé. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Chế độ thứ ba là cái chế độ echo và gì vật nhanh. Đấy, anh em thể thấy là cái tiếng nó rất là nhanh đúng không? 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Ê, 1, 2, 5, 6. Chế độ thứ tư là chế độ echo chậm và nhiều gì vật. Đấy anh em nhé. 1, 2, 5, 6. Cái với chế độ này thì cho những anh em thích hát tốt và hát những bài nhạc trẻ anh em nhé. Thì với cái chế độ này thì cái chất âm của nó khá là ok, trong cái tầm giá nó rất là tốt anh em nhé. Giá nó chỉ có 20.500.000 một cái chất âm nó tuyệt vời như này rồi thì không có gì để mà bàn cãi nữa. Chế độ thứ 5, thứ 6 sẽ là cái chế độ nghe nhạc. Đấy, thì anh em có thể sử dụng cái chế độ nghe nhạc này để anh em nghe nhạc anh em nhé. Thì với cái combo này thì vừa tích hợp cả nghe nhạc và hát karaoke, anh em có thể lựa chọn. Giá cũng rất là bình dân cho mọi gia đình. Đấy, hầu như ai cũng sử dụng được, và toàn những thiết bị cao cấp. Đó là một chiếc vang số, một cục đẩy và cặp loa micro không dây quản lý nguồn anh em nhé. Rồi, rất cảm ơn anh em đã xem video. Anh em nhớ là đăng ký kênh giúp em, và mọi thông tin thắc mắc anh em liên hệ với hai số điện thoại bên dưới giúp em. Rồi, chào tất cả anh em nhé. Hẹn anh em ở clip lần sau ạ. Xin chào tất cả các bác nhé. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.